Người chú này thật là thông minh các bạn ạ. Chuyện là chú chó nhà anh ta cả ngày không chịu uống nước, cho dù ép cỡ nào nó vẫn lắc đầu ngoay ngoậy. Thế là anh ta bèn nghĩ ra một kế cho nó xem một đoạn video. Khi xem đến cảnh này, chú chó vô cùng sợ hãi quay ra uống lấy uống để. Người chú này thật sự thông minh phải không các bạn?